Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn mang đến những thông tin hữu ích giúp cho quý vị cập nhật tình hình trong và ngoài nước một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn bây giờ hãy cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Khuya ngày 18 tháng 9, Thiếu tá Lê Văn Vinh, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng thông tin vụ cháy ở tòa nhà 7 tầng trên địa bàn đã được khống chế. Toàn bộ người mắc kẹt bên trong đã được cứu ra ngoài thành công, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định là cháy máy giặt ở khu vực tầng 1 của tòa nhà dẫn đến khói bốc lên khiến nhiều người hoảng loạn. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động xe thang tới hiện trường giải cứu những người mắc kẹt. Như báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa tin, khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày 18 tháng 10, một tòa nhà 7 tầng trên đường Lâm Hoành, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng bất ngờ bốc cháy. Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng xe thang đến hiện trường. Vì đám cháy bốc lên từ tầng thấp khiến nhiều người dân ở tầng cao không thể thoát ra ngoài nên chạy lên các tầng trên để cầu cứu. Một số người mạo hiểm trèo sang nhà bên cạnh để thoát thân. Lực lượng phòng cháy đã nhanh chóng dập lửa cũng như nâng thang cứu người mắc kẹt trên cao. Đến 20 giờ 20 phút, đám cháy được khống chế. Khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày 18 tháng 10, tòa nhà 7 tầng trên đường Lâm Hoành thuộc phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng bất ngờ bốc cháy. Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy đang huy động nhiều xe cứu hỏa cùng xe thang đến hiện trường. Vì đám cháy bốc lên từ tầng thấp, khiến nhiều người dân ở tầng trên cao không thể thoát ra ngoài. Họ chạy lên các tầng cao hơn để cầu cứu. Một số người mạo hiểm trèo sang nhà bên cạnh để thoát thân. Lực lượng phòng cháy đã nhanh chóng dập lửa cũng như là nâng thang để cứu nhiều người mắc kẹt. Đến 20 giờ 20 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Vừa rồi là những thông tin chính của chương trình. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những thông tin nóng, chính xác và hữu ích nhất cho tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.